Mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống của tài năng, của tình thương và của hạnh phúc. Và nếu những cái hạt giống đó được công nhận và được tưới tắm bởi mình và bởi những người xung quanh thì mình sẽ có hạnh phúc và mình có thể tạo hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta cũng có những cái khổ đau, những cái khó khăn trong thân và trong tâm. Và mình phải có thời giờ ngồi lại để mà nhận diện những cái khó khăn, những cái khổ đau đó của mình trong thân và trong tâm. Mình phải công nhận sự có mặt của những cái khổ đau đó, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn đó. Mình phải gọi tên cho được những cái nỗi khổ niềm đau của mình rất là quan trọng. Mình không có nên trốn chạy, mình không có nên làm lơ, giống như là những cái nỗi khổ niềm đau đó nó không có, những cái yếu kém, những cái khó khăn đó nó không có, mình đừng có làm như là chúng nó không có. Mình phải xác nhận sự có mặt của những cái yếu kém, của những cái nỗi khổ, những cái niềm đau, những khó khăn của mình. Mình phải gọi tên, mình phải công nhận nó. Và mình chấp nhận nó. Phải chấp nhận nó. Mình có thể đó là những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của cha mẹ truyền lại cho mình. Có thể đó là những khó khăn khổ đau do tổ tiên truyền lại. Và bây giờ nếu mình có cơ duyên gặp được chánh pháp, gặp được những pháp môn thực tập, thì mình có thể chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, cho ông bà. Và một khi mình đã gọi tên được những cái nỗi khổ niềm đau, khó khăn, yếu kém của mình rồi đó, thì mình khỏe lên. Vì mình không công nhận nó, cho nên mình khổ. Và một khi mình đã gọi được tên, công nhận nó và chấp nhận nó rồi, thì tự nhiên mình khỏe. Và từ đó mình mới đi tới được. Chứ còn nếu mình cứ trốn tránh, mình không có chịu thừa nhận nó, thì mình sẽ không có cơ hội chuyển hóa. Và mình cũng thấy được những cái khó khăn, những cái khổ đau của người kia. Tại vì những khó khăn, khổ đau của người kia nó có ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của mình. Bởi vì cho nên mình cần phải quán chiếu, mình cần phải thấy được những cái khó khăn, những khổ đau, những yếu kém của người kia. Và mình tìm ra được cái gốc rễ của những khó khăn, những khổ đau của người đó. Và khi mình tìm được cái gốc rễ của những khó khăn, khổ đau, yếu kém của người đó, thì mình có thể chấp nhận được. Và chấp nhận được thì mình tự nhiên bớt khổ lên lập tức.
và mình có thể có khả năng giúp người kia chuyển hóa. Mình chấp nhận người đó như vậy, mình không có đòi hỏi. Và mỗi khi mình chấp nhận được thì mình khỏe, và từ đó mình có thể giúp được người kia. Thì cái nguyên tắc đó nó được áp dụng cho chính mình và cho người kia. Trước hết là mình phải chấp nhận những cái khổ đau, những cái khó khăn, những yếu kém của chính mình. Mình làm hòa với nó. Mình làm hòa với nó. Mình nói được, ok, được. Mình nên nhớ rằng những khổ đau, những khó khăn đó có thể là do tổ tiên, ông bà, cha mẹ truyền lại. Mình chấp nhận hết. Và mình có thể nhìn sâu để thấy được những gốc rễ của những khổ đau, khó khăn đó. Mà thấy được gốc rễ rồi thì chấp nhận dễ dàng hơn. Mình chấp nhận mình trước. Rồi khi đó mình mới có thể chấp nhận người khác. Người kia có những khó khăn khổ đau. Người kia đã tự làm khổ họ và cũng đã làm khổ mình. Do đó cho nên mình phải nhìn và thấy được những cái tiêu cực ở trong người kia. Và mình tìm hiểu tại sao lại có những tiêu cực đó. Có thể người đó không muốn như vậy, không muốn nói, không muốn làm như vậy. Nhưng mà tại vì những cái khó khăn khổ đau đó đã được truyền lại từ nhiều thế hệ, cho đến người đó trở thành ra một cái nạn nhân, và người đó không có thể nào làm khác hơn. Người đó tự làm khổ mình và mình bị khổ lây. Và vì vậy cho nên thấy được như vậy thì tự nhiên mình chấp nhận được người đó, và chấp nhận được người đó thì tự nhiên mình bớt khổ liền. Vậy cách mình nhìn người đó, cách mình nói chuyện người đó, tự nhiên nó có cái từ bi, nó có sự chấp nhận ở trong đó. Và người đó cảm thấy đỡ khổ rất là nhiều một khi mình đã chấp nhận người đó như thế mà không có đòi hỏi. Rồi chính nhờ cái sự chấp nhận như vậy mà mới có khả năng bắt đầu thay đổi nơi chính mình và thay đổi nơi người khác. Thành ra mình có thể viết một cái lá thư cho chính mình, về chính mình. Mình có thể chia sẻ cái khó khăn, cái khổ đau của mình cho người kia biết. Mình có thể nói rằng những khổ đau, những khó khăn đó của mình, nó có những cái gốc rễ nào, nó có những cái nguyên do nào. Và khi mình làm được chuyện đó đối với mình rồi thì mình có thể giúp được người kia. Mình có thể giúp người kia quán chiếu để nhận diện những cái khổ đau, những khó khăn của chính họ, và tự tìm ra những nguyên nhân nào đã đưa tới những khổ đau, những khó khăn đó. Và người đó sẽ có bình an. Mình có thể giúp được người đó. Mình đừng có gây áp lực cho người đó phải thay đổi. Mình chỉ giúp người đó quán chiếu mà thôi. Cố nhiên là mình cũng có thể giúp người đó quán chiếu. Người đó tự mình quán chiếu. Nhưng mà mình có thể giúp cho người đó. Những cái vị... những cái nhà tâm lý trị liệu, họ có bổn phận phải giúp nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau của những người tới với họ, và họ có bổn phận phải giúp cái người đó nhận diện những cái gốc rễ, những cái nguyên do đã đưa tới khổ đau đó. Và cả hai người cùng làm việc. Cái người có bệnh tâm thần
cũng phải làm việc. Và cái người tâm lý trị liệu cũng phải làm việc. Và hai người làm việc chung để giúp cho cái người kia có thể thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của họ và những cái gốc rễ nào đã đưa tới những khổ đó, những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và hai người cũng làm giống hệt như là những người Phật tử, tức là họ họ xác nhận cái sự thật thứ nhất là những khổ đau đang có mặt, và họ đi tìm những cái gốc rễ của những khổ đau đó, tức là sự thật thứ hai. Họ thực tập theo tứ diệu đế mà họ không có biết. Một bác sĩ y khoa, một nhà trị liệu tâm lý cũng phải thực tập theo cái phương pháp của tứ diệu đế, tại vì tứ diệu đế là nguyên tắc y khoa nhận diện khổ đau, tìm ra những cái nguyên do của khổ đau. Và khi tìm ra được thì tự nhiên biết cái con đường, biết con đường tu tập trị liệu để chuyển hóa. Khi mà chúng ta nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ cái bản chất của khổ đau, hiểu được cái gốc rễ của khổ đau, thì bắt đầu chúng ta có trí tuệ, có cái thấy. Cái thấy đó gọi là chánh kiến. Và khi có cái thấy đó rồi thì không có oán trời trách đất và oán trách cái người khác, tại mình đã thấy được cái gốc rễ của khổ đau rồi. Cái trí tuệ đó, cái chánh kiến đó, trước hết là cái trí tuệ, cái chánh kiến về bốn sự thật màu nhiệm, là nguyên tắc trị liệu. Và quán chiếu cho sâu sắc thì mình khám phá ra được cái tính tương tức của sự vật. Và lúc đó mình thấy rõ ràng là cái khổ đau với cái hạnh phúc nó nương vào nhau mà có. Không có khổ đau thì không có hạnh phúc, và không có hạnh phúc thì không có khổ đau. Và vì vậy cho nên thấy được cái tính tương tức giữa khổ đau và hạnh phúc rồi, thì tự nhiên cái cách hành xử mình nó đổi thay. Khổ đau nó có đóng một vai trò nào đó trong cái sự tạo dựng hạnh phúc. Cũng như là buồn nó đóng một vai trò nào đó để làm ra những bông sen tươi đẹp. Và những người chưa từng khổ đau là những người đó không thể nào biết hạnh phúc là gì. Và vì vậy cho nên người ta có thể nói tới cái lợi ích của khổ đau. Le bienfait de la souffrance, the goodness of suffering. Mình có thể học được rất nhiều từ khổ đau.
Và chính nhờ mình học được từ khổ đau cho nên mình mới có cái hiểu, mình mới có cái thương. Và chính cái hiểu và cái thương đó nó làm ra hạnh phúc chân thực. Người nào không có hiểu và không có thương, người đó không có hạnh phúc. Mà hiểu trước hết là hiểu cái bản chất của khổ đau, nguồn gốc của khổ đau. Cho nên thực tập quán chiếu về tứ diệu đề là để phát khởi cái hiểu và cái thương và để đưa tới hạnh phúc. Không ai muốn khổ đau, ai cũng có khuynh hướng muốn trốn tránh khổ đau. Nhưng sự thật là khổ đau nó dạy cho chúng ta rất là nhiều. Và trong chúng ta, những người đã có đi ngang qua khổ đau, những người đó hiểu, có khả năng hiểu và thương hơn những người khác. Cho nên chúng ta rốt cuộc là đừng có sợ hãi khổ đau. Chúng ta phải học đối diện với khổ đau, ôm lấy khổ đau và nhìn sâu vào trong lòng khổ đau. Thì lúc đó ta tìm ra được hạnh phúc. Cái nhìn đó gọi là cái nhìn bất nhị, cái nhìn tương tức. Thấy ở trong sen có bùn, nếu không có bùn thì làm sao có sen. Và thấy trong bùn nó có sen tương lai. Cái nhìn tương tức đó nó giúp ta thấy cái sự thật bất nhị. Bất nhị và cái sự thật bất nhị này nó có mặt trong tất cả mọi hiện tượng. Như là trái và phải, thiện và ác, đúng và sai, tốt và xấu. Nếu giữa khổ đau và hạnh phúc nó có cái liên hệ tương tức, thì giữa cái thiện và cái ác cũng có liên hệ tương tức. Giữa cái đúng và sai cũng có liên hệ tương tức. Và nhìn vào trong cái này, mình thấy cái kia. Nhìn vào trong cái trái, mình thấy cái phải. Nhìn vào cái trên, mình thấy cái dưới. Cũng như là mình nhìn khổ đau, thì mình thấy hạnh phúc. Điều này rất là màu nhiệm. Và giúp cho mình có một cái thấy siêu việt hơn. Chánh kiến, tức là cái thấy nó vượt thẳng những cái tà kiến, những cái thấy sai. Và chánh kiến là một quá trình tu tập. Khi mà người ta bị mắc vào, vướng vào cái ý niệm phải chạy trốn khổ đau và đi tìm hạnh phúc, thì cái đó là cái nhìn nhị nguyên. Khổ đau là một cái và hạnh phúc là một cái hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu biết rằng khổ đau và hạnh phúc nó tương tức, thì mình có thể tìm hạnh phúc ngay ở trong khổ đau. Tìm niết bàn ngay ở trong sinh tử. Tìm bản môn ngay ở trong tịch môn. Và không có thái độ bỏ chạy nữa. Khi mà mình bị kẹt vào cái thấy thường, permanence, thì Đức Thế Tôn cho mình một cái dụng cụ để thoát ra cái thấy thường đó. Và cái dụng cụ đó là giáo lý vô thường. Thành ra cái thấy vô thường là cái để mà chữa trị
cái thấy thường, cũng như cái thấy vô ngã là để chữa trị cái thấy ngã. Nhưng mà cái thấy vô thường cũng vẫn là một cái thấy. Cái thấy vô ngã cũng là một cái thấy. Và nếu mình kẹt vào cái thấy vô thường hay là kẹt vào cái thấy vô ngã thì mình vẫn còn kẹt, mình chưa đạt tới chánh kiến. Đối với thường thì vô thường là chánh kiến. Đối với vô thường, thường là tà kiến. Nhưng mà vô thường vẫn còn là một cái kiến. Và mình phải tìm cách vượt thoát luôn cái vô thường nữa. Tại vì theo cái tinh thần của Đạo Bụt là cái chánh kiến đích thực đó, là cái kiến mà nó vượt thoát tất cả các kiến, vượt thoát tất cả các cái thấy nó vượt thoát được tất cả các cái thấy. Cũng như là cái đồng hồ này, nó có nhiều cái, mình có thể đứng từ nhiều quan điểm để nhìn cái đồng hồ. Thấy như vậy nó cũng là đồng hồ, cái này cũng là đồng hồ, cái này cũng đồng hồ, cái này cũng đồng hồ. Thì có 6 cái thấy khác nhau, nhưng mà không có cái nào thật sự là đồng hồ hết. Phải vượt ra cả 6 cái thì mình mới thấy được cái đồng hồ. Sự thật là như vậy. Cái thấy thường nó đã là tà kiến, mà cái thấy vô thường nó vẫn còn là tà kiến. Tại vì nó là đối chọi lại cái thường. Làm thế nào để vượt thoát cái thường mà vượt thoát cái vô thường thì lúc đó mới thực sự có chánh kiến. Thì trong kinh đó, Đức Thế Tôn có dạy là những giáo lý của Ngài đưa ra như là vô thường, vô ngã, niết bàn, dương sinh chỉ là giống như là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Nó không phải là mặt trăng. Phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Thì chính mặt trăng mới là chánh kiến. Còn ngón tay chỉ là phương tiện thôi. Những cái giáo lý như là vô thường, vô ngã, dương sinh chỉ là ngón tay thôi. Chứ không phải là mặt trăng. Cái điều này rất là quan trọng. Cho nên cái quan niệm về thiện ác trong đạo đức học Phật giáo cũng vậy. Cái đó mình cho là ác, rồi mình đưa ra một cái thiện. Nhưng mà mình phải siêu về cái thiện đó. Một cái hình ảnh nữa được nói tới trong kinh là chiếc bè. À, trong kinh Người Bắt Rắn cũng như là trong kinh Kim Cương có nói rằng là giáo lý của Đức Thế Tôn cũng giống như chiếc bè chở mình qua sông. Cái quan trọng là qua được bờ bên kia chứ không phải là chiếc bè. Mình đừng bị kẹt vào chiếc bè. Thì những cái mà đưa ra như là chánh kiến đó, là vô thường, vô ngã, tương tức đó, tuy là chánh kiến, nhưng mà nó không phải là bờ bên kia. Nó chỉ là những cái phương tiện để đưa tới bờ bên kia thôi, đừng có kẹt vào nó. Vì vậy cho nên cái tinh thần của Đạo Bụt là phá chấp. Phá chấp nghĩa là không bị kẹt vào trong một cái thấy nào cả. Và cái tinh thần này đúng là tinh thần khoa học. Khi mình có một cái thấy nào đó, một cái quan niệm nào đó, một khám phá nào đó, thì mình mừng, mình cho là chân lý tuyệt đối. Và khi mà mình kẹt vào cái mà mình cho là chân lý tuyệt đối rồi, thì mình không có đi tới được nữa. Cũng giống như là leo lên nấc thang thứ tư mà cho là cao lắm rồi, thì không thể nào
leo lên nấc thang thứ năm được. Muốn leo lên nấc thang thứ năm thì phải có can đảm bỏ nấc thang thứ tư. Cái đó gọi là buông bỏ tri kiến. Cái đó gọi là phá chấp. Trong kinh Bất Dụ có kể cái chuyện một người lái buôn đi bộ hàng. Trong khi đó thì đứa con trai của anh ta bị kẻ cướp bắt cóc, đã đốt nhà. Và đến khi anh ta trở về làng thì nhà đã cháy. Đứa con không còn đó nữa. Và trong cái sự hoảng hốt đó, anh ta thấy một cái thân xác trẻ em bị cháy, cũng vào tuổi con anh ta, cho nên anh ta mới tin rằng đứa con trai của anh đã chết cháy. Thì anh ta mới lăn ra đất và khóc than. Và cuối cùng thì anh ta làm lễ thì hỏa thiêu cái xác thân đó và cất tro vào trong cái túi bằng gấm, và cứ tin rằng là tro này là tro của đứa con mình, trong khi sự thật là đứa con còn sống và đã bị kẻ cướp nó bắt về. Thì anh ta rất là thương đứa con, cho nên mang theo cái túi tro của đứa con kè kè, và đi đâu cũng mang cái túi tro đó đi hết, ăn cơm cũng mang, mà làm việc cũng mang, mà đi ngủ cũng mang cái túi tro đó. Thì đó là cái thái độ của những người cố chấp. Khi mà họ tìm ra được cái gì họ cho là chân lý thì họ bám lên đó, và trong khi đó không phải là chân lý. Thì một buổi khuya nào đó, đứa con nó thoát khỏi tay của những người ăn cướp. Nó tìm được về cái căn nhà mới của ba nó. Nó gõ cửa. Thì lúc đó ông ta đang nằm ôm cái túi tro và đang khóc ròng ròng. Ông ta hỏi ai đó. Thì đứa con nói, con đây ba. Thì anh ta không có tin. Anh ta nói, mày là đồ du côn, con tao chết từ lâu rồi, tao đang khóc nó, nửa đêm mà tới phá người ta như vậy là không tốt, đi đi. Và nhất định là ông ta không có mở cửa, tại vì ông ta tin quá chắc rằng con ông đã chết và ông đang mang cái túi tro của đứa con. Vì vậy cho nên ông nhất định không mở cửa, và cuối cùng thì đứa trẻ phải bỏ ra đi, và ông vĩnh viễn mất đứa con. Thì sau khi Bụt kể câu chuyện đó rồi, thì Bụt kết luận là có những người họ khư khư, họ chấp vào một cái thấy, họ cho là chân lý. Và đến khi cái chân lý tới gõ cửa, họ không thèm mở, chứ đừng có nói chuyện đi tìm chân lý. Thì đó là thái độ kiến thủ, tức là kẹt vào một cái thấy. Và vì vậy cho nên cái giới và cái sự thực tập quan trọng nhất trong đạo Phật là phá chấp, để mình đừng bị kẹt vào một cái thấy nào cả. Dù cái thấy đó là cái thấy vô thường, thấy vô ngã, thấy dương sinh. Ở trong kinh Bảo Tích nó có câu rất hay. Bảo Tích có nói về giáo lý không, emptiness. Thì Đức Thế Tôn biết rằng có những người bị kẹt vào cái thấy có. Vì vậy cho nên mới đưa ra cái thấy không để mà giải phóng cho họ. Nhưng mà có những người sau khi đã bị kẹt vào cái có, được giải thoát ra cái có rồi, thì lại bị kẹt vào cái không. Cho nên ở trong Bảo Tích có câu là thà bị kiến chấp về có nhiều như núi, còn hơn là bị kẹt vào cái kiến chấp vào không.
Tại vì kiến chấp phải có, còn có thể nhờ kiến chấp về không để thoát ra được. Và khi mà anh bị kẹt vào kiến chấp không rồi thì không có cái gì giúp anh thoát ra khỏi được hết. Vì vậy không là một phương tiện, cũng là một cái kiến chấp. Và cái vấn đề là phải vượt ra khỏi vừa có và vừa không. Thì đó là cái tinh thần gọi là biện chứng, dialectic của Đạo Phật. Nhà triết học Hegel cũng có nói tương tự như vậy. Là khi mình có một cái ý, thì cái ý đó gọi là chính đề, là test. Và trong cái thấy của mình, thế nào nó có sự mâu thuẫn ở trong đó. Nó có một phần chân lý, nhưng mà nó cũng có phần sai lầm ở trong đó. Bất cứ một quan điểm nào cũng có sai lầm ở trong đó hết. Tại vì quan điểm vẫn là cái thấy, cho nên lý thuyết của Hegel rất là gần với Đạo Phật. Vậy cho nên khi mà người ta có một cái chính đề rồi, một cái tese rồi, thì người ta đưa ra một cái antitese, tức là phản đề, để mà chống lại. Và khi mà cái phản đề đưa ra thì nó chữa lại được cái chính đề. Và hai cái nó góp lại với nhau thì nó tạo thành một cái gọi là tổng hợp đề, là synthesis. Và phải biết sử dụng cái phản đề để đưa cái chính đề đi lên và cuối cùng đi tới một cái tổng hợp đề. Cũng như khi trong chúng mình bàn luận về một vấn đề tổ chức, thì có người đưa ra ý kiến A, rồi có người nói ý kiến A đó nó có những cái yếu kém, bởi vậy cho nên đi đưa ra một cái ý kiến khác, gọi là ý kiến B. Thì ý kiến A và ý kiến B nó giống như mặt trời mặt trăng, nó chống đối nhau. Nếu mà mình bỏ phiếu thì hoặc là mình bỏ phiếu cho A hoặc là cho B. Nhưng mà sự thực thì có thể tổng hợp cả hai A và B để đi tới một cái hợp đề là C. Và để cho mọi người ở trong chúng hoan hỷ hết thì là mình phải đàm luận. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải tức là đem cái ý kiến A với cái ý kiến B dung hợp lại để đi tới một ý kiến C, để dung hòa ý kiến làm cho đẹp lòng tăng thân. Và khi mà đưa ra được cái C rồi thì mọi người được hoan hỷ. Và có thể là có một người trong chúng chưa đồng ý với cái C, nghĩ rằng cái C còn có những yếu kiểm kém, cho nên đưa ra một cái phản đề nữa gọi là D. Thì đại chúng phải cố gắng dung hợp D và C để đi tới một cái E. Và như vậy tức là cái mâu thuẫn ở trong một cái thấy, mà mình thấy được cái mâu thuẫn đó thì mình có thể đi tới trên con đường khám phá. Cái đó gọi là biện chứng pháp, dialectics. Thì trong Đạo Phật cũng có biện chứng pháp. Ban đầu thì nói là thường, sau là đưa ra cái phản đề là vô thường. Nhưng mà thường vẫn còn là một cái thấy, vì vậy cho nên phải vượt luôn cái vô thường. Thì các Marx trong khi nghiên cứu Hegel thì công nhận cái biện pháp này hay, nhưng mà Hegel có tính cách duy tâm. Cho nên các Marx mới nói là biện pháp của Hegel nó đảo ngược, gọi là đảo ngược, upside down, và đưa ra biện chứng pháp duy vật, tức là cái mà tất cả mọi người trong đảng cộng sản đều phải học hết. Thì trong Đạo Phật á, biện chứng pháp được sử dụng rất là nhiều, như là trong như là trong Trung Quán Luận. Trung Quán Luận mình có những cái ý, mình có những cái thấy, và mình có thể kẹt vào cái thấy đó. Ví dụ như cái thấy về sanh,
cái thế về sanh. Thì đứng về phương diện hiện tượng giới, nó có sanh, nó có diệt. Nhưng mà đứng về phương diện bản thế thì nó không sanh và không diệt. Đứng về phương diện vô thường, vô ngã thì có sanh, có diệt. Nhưng mà đứng về phương diện niết bàn thì không có sanh, có diệt. Mà hai cái đó làm sao nó dung hợp được? Một bên thì nói có sanh, có diệt. Một bên thì nói không có sanh, không có diệt. Mà cái nào cũng là Phật hết. Thì biện chứng pháp của thầy Long Thọ, tức là Nagarjuna, giúp cho mình sử dụng cái lý luận, sử dụng cái ngôn ngữ để đi từ hiện tượng giới tới bản thể giới. Hiện tượng giới tức là phenomenon, bản thể giới là noumenon. Thì cái câu đầu, thì cái chương đầu là chương vô sinh. Vô sinh. Vô sinh. Vô nhân. Thì Long Thọ đặt ra câu hỏi là cái hiện tượng đó nó tự mình sanh. Tự sinh. Hay là tha sinh. Tự mình sinh ra mình hay là do một cái khác sinh ra. Đây là nói về creation. Đây là nói về birth. Ví dụ như là cái hoa, hay là cái chuông, hay là đám mây. Thì câu hỏi đầu tiên là cái hoa, đám mây nó tự sinh hay là do một cái khác sinh ra? Cũng như là vũ trụ này nó tự sinh hay là nó do một cái khác sinh ra? Cái khác đó có thể là Thượng Đế. Thì câu đầu là nói sự vật không phải tự mình sinh ra, cũng không phải là do một cái khác sinh ra, mà cũng không phải là vừa tự sinh vừa do cái khác sinh ra, mà nó cũng không phải là không có nguyên do. Có bốn cái mệnh đề là sự vật từ nó sinh ra, từ nó sinh ra nó, hoặc là sự vật do một cái khác sinh ra, hoặc là sự vật vừa do mình vừa do cái khác sinh ra, hoặc là không có nguyên do nào hết, nó vậy thôi. Thì có bốn cái lý luận. Và kết luận là không có sinh, là vô sinh, là không có creation, không có sinh. Và sinh chỉ là một cái ý niệm thôi, sinh là một ý niệm thôi. Và trong cái bảng chữ Hán á, nó chỉ có 16 chữ nhưng mà nó rất là sâu. Và từ từ xét ra từng cái, chứng minh rằng sự vật không thể nào tự mình sinh ra được. Sự vật không có thể do một cái khác, hoàn toàn khác biệt sinh ra. Sự vật không có thể nào do cả hai cái mà sinh ra được. Và sự việc không có thể nào không có nguyên nhân mà sinh ra. Rốt cuộc đi tới kết luận là vô sinh. Thì cái đó gọi là biện chứng pháp của Long Thọ, và dialectics của Long Thọ về về
cái đường lối gọi là trung đạo. Trung đạo nó rất là hay, và tại Lăng Mai chúng ta đã được học nhiều chương của Trung Quán Luận rồi, bây giờ các thầy các sư cô chắc quên hết rồi, trả lại cho thầy hết rồi. Và vì vậy cho nên chúng ta kết luận rằng với cái tinh thần đó thì Đạo Phật là một quá trình tìm hiểu, một quá trình khám phá liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Và vì vậy cho nên thái độ của người Phật tử là thái độ cởi mở, openness, và đừng có bị vướng vào một cái thấy nào hết. Và khi mà mình vướng vào một cái thấy nào thì mình có thể trở thành ra độc tài, cố chấp, giáo điều. Độc tài, cố chấp và giáo điều. Và khi mà mình có thái độ độc tài, cố chấp, giáo điều thì mình có thể phạm vào những cái tội ác. Ví dụ như là tạo ra chiến tranh, giết chóc, bạo động. Cho nên đó là cái giới quan trọng nhất của Đạo Phật, là cái giới gọi là non-attachment to views, tức là không kẹt vào một cái thấy. Thế nào chúng ta cũng có một cái thấy. Chúng ta cần có một cái thấy. Nhưng mà chúng ta phải khéo léo trong khi sử dụng cái thấy đó. Và đừng cho cái thấy là cái chân lý tuyệt đối, mà chỉ là phương tiện thôi. Cũng như khi mà chúng ta sử dụng cái bè, thì đừng có giả dột cho là cái bè là bờ bên kia. Mình rất là cần cái bè, nhưng mà cái bè không phải là bờ bên kia. Mình cần, rất cần ngón tay để thấy được mặt trăng, nhưng mà đừng có bao giờ cho ngón tay là mặt trăng. Cái đó là cái quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Và vì vậy cho nên giới thứ nhất của dòng tu tiếp hiện là nó thuộc về cái chuyện phá chấp. Đừng có bị kẹt vào một cái thấy nào cả. Và chúng ta phải làm thế nào để đưa cái tinh thần đó vào trong giới thứ nhất. Tại vì thiên hạ giết nhau, thiên hạ bạo động, thiên hạ hận thù là do mỗi người kẹt vào trong một cái thấy. Hôm trước chúng ta đã có trình bày một cái thấy của Cơ Đốc giáo, và do Thế giáo về vũ trụ. Và cái nền đạo đức của tôn giáo nó được dựa trên khá nhiều trên cái thấy đó. Rồi tiếp theo chúng ta đã đưa ra một cái thấy của khoa học. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là cả hai cái thấy của tôn giáo và cái thấy của khoa học, nó cần phải đi tới. Ví dụ như trong cái thấy khoa học mà đại diện là Bertrand Russell đó, thì có cái ý niệm là con người chết đó, thì không còn gì nữa. Mà cái đó nó không có đúng. Tại vì theo đúng tinh thần khoa học đó, thì không có gì mất đi hết. Không có gì mất đi hết. Chúng ta đọc lại cái đoạn của Bertrand Russell. Cái này đưa cho sự cầu chân không. That man is the product of causes which had no
prevision of the end, they were assuring that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his belief are but the outcome of accidental collocation of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual beyond the grave. Những nguyên nhân đưa tới sự xuất hiện của con người không tiên liệu là con người sẽ đi về đâu và làm được cái gì. Câu này nó chống đối tôn giáo. Tại vì trong tôn giáo nói rằng là Thượng Đế đã sáng tạo ra cái vũ trụ này để làm chỗ ở cho con người. Và Thượng Đế có một chương trình, có một mục đích rõ ràng. Thì câu này của khoa học là phủ nhận cái điều đó. Và chúng ta có thể coi cái vũ trụ quan của tôn giáo là một cái chính đề, và cái vũ trụ quan của khoa học là một cái phản đề. Và chúng ta có thể đưa ra một cái hợp đề, một cái tổng hợp đề. Căn nguyên của con người, sự phát triển của con người, những hy vọng, sợ hãi và tín ngưỡng của con người đều chỉ là hậu quả của những giao tiếp tình cờ giữa các nguyên tử. Đây là chủ nghĩa tình cờ. Trong khi đó thì bên tôn giáo nói là có mục đích, có chương trình đàng hoàng, chứ không có cái gì tình cờ hết. Ở đây nói là sự sống nó xuất hiện như một cái tình cờ, không có chương trình, không có mục đích, và chỉ có cái luật tiến hóa của sự sống thôi. Và luật tiến hóa sự sống nó hoàn toàn căn cứ trên sự tình cờ. Cái đạo buộc nói cái gì? Đạo buộc không có nói tới một vị Thượng Đế tạo ra vạn vật, nhưng mà đạo buộc cũng không có nói là không có giải thích bằng sự tình cờ. Tại vì trong cái đạo lý duyên sinh tương tức á, cái gì cũng có nguyên do hết. Và nhất là trong cái lý thuyết về, trong cái đạo lý về hành động á, thì những cái gì ta nghĩ, ta làm, ta nói đều có thể tạo ra một cái năng lượng, và cái năng lượng đó lên đường và nó điều khiển, nó làm biểu lộ ra những cái hình ảnh của sự sống, những cái phương diện khác nhau của sự sống. Và vì vậy cho nên ở trong đó nó có một cái lực lượng điều khiển, chứ không phải là hoàn toàn là do cái tình cờ. Không có ngọn lửa nào, không có một chủ nghĩa anh hùng nào, không có một tư duy và cảm thọ sâu sắc nào có khả năng làm cho con người tiếp tục tồn tại sau khi xác thân tan hoại, tức là một cái thấy mà trong đạo Phật gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến tức là cái thấy rằng con người sẽ không còn nữa. Nó trái với thường kiến. Thường kiến là tin rằng sau khi con người chết, con người vẫn còn y nguyên như vậy. Và hoặc lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục, hoặc luân hồi thành một người khác. Cái đó gọi là thường kiến. Thường kiến là một cái thấy mà khoa học như là Bertrand Russell nói đây là cái thấy ngược lại với thường kiến, là đoạn kiến, là khi con người chết thì không còn gì nữa, hoàn toàn không còn gì nữa. Vì vậy trên một bên là thường kiến, một bên là đoạn kiến, một bên là tes, một bên là antites, một bên là đền đề, một bên là phản đề. Thì chúng ta đã thấy những nhà khoa học nói lên tiếng nói khác. Họ nói là không có cái gì mất đi hết. Rien ne se crée, rien ne se perd. Vậy thì trong cái ánh sáng đó, sau khi xác thân tan hoại,
thì còn có cái gì hay không? Thì chúng ta đã học được rất nhiều từ gia pháp. Chúng ta nói rằng con người của chúng ta mỗi ngày đều có chế tác ra năng lượng. Những tư duy của chúng ta là năng lượng. Những hành động của chúng ta là năng lượng. Những ngôn ngữ của chúng ta là năng lượng. Và những năng lượng đó đã lên đường để tạo tác. Và khi cái xác thân này ta tan hoại, thì những cái năng lượng do tư duy, do ngôn ngữ, do hành động, nó vẫn còn. Đó là sự tiếp tục của mình. Mình đã lên đường rồi và nói sau khi xác thân này tan hoại, không có gì hết. Đối với Đạo Phật là một cái tà kiến, một cái vọng việc. Cũng như là nói rằng là khi mà đám mây nó không còn ở trên mặt, trên trời nữa, là nó không còn, là chết rồi. Nhưng kỳ thực đám mây nó không chết. Đám mây nó chỉ trở thành mưa mà thôi. Và cái ý niệm sanh cũng như ý niệm diệt á, nó chỉ là những cái kiến, những cái thấy, những cái tà kiến. Trên tuy gọi là khoa học, nhưng mà có thể nó chưa được khoa học lắm. Và khoa học cũng đang trên con đường tiến bộ. Và khoa học, nếu mà áp dụng được cái thái độ phá chấp, không kẹt vào cái thấy, thì khoa học có thể đi tới rất là mau. Nên Phật học cũng vậy. Vậy thì khoa học theo Bertrand Russell là không có mục đích này, không có chương trình. Sự sống là hậu quả của những giao tiếp tình cờ của các nhân tử. Và sau khi chết là không còn gì nữa. Những cái thấy đó nó ngược và với những cái thấy của tôn giáo. Tuy gọi là nó khoa học, nhưng mà chưa chắc nó đã là sự thật. Trong ánh sáng của Phật học thì mình thấy rõ ràng rằng những cái thấy của khoa học này nó chưa đạt. Tất cả những lao tác của bao nhiêu thế hệ, tất cả những tín mộ, những nguồn cảm hứng, những buổi ban trưa rực rỡ của tài năng con người đều sẽ tắt lịm với cái chết của hệ thái dương. Và toàn bộ ngôi đền của những thành đạt con người sẽ bị chôn vùi dưới những độ nát của một vũ trụ tàn hoại. Tôi nói sau này, khi mà thái dương hệ này nó tan, không còn gì nữa hết. Và đưa tới một cái thấy rất là bi thảm. Sau này sẽ không còn gì hết. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật giáo và cũng là cái nhìn của các nhà địa chất học thì cái thế giới này tan tành nó có nghĩa là chấm dứt. Sự tan tành của cái thế giới này nó có thể là cái đầu dây mối nhợ của sự phát sinh một thế giới khác. Và chúng ta biết rằng những cái ngôi sao ở trên trời mà đã tàn hoại thì chính những cái bụi của các ngôi sao đó nó đã giúp làm ra con người ở trên trái đất. Nếu không có những cái ngôi sao ở trên trời tàn hoại thì làm sao có con người. Con người tức là hậu duệ của những ngôi sao. Và chúng ta tới từ những ngôi sao. Chúng ta được làm bằng những ngôi sao. Vì vậy cho nên cái chết của những ngôi sao trở thành tro bụi nó đã giúp làm ra con người. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện thời gian vô cùng và không gian vô biên, chúng ta không có thể nói được. Không có thể nói được như là Bertrand Russell đã nói. Sự tàn hoại của một thái dương hệ có thể là sự bắt đầu của một cái thái dương hệ khác. Và vì vậy cho nên phải nhìn cho xa, phải nhìn cho sâu. Đừng có bị kẹt vào cái thấy gọi là đoạn kiến. Ở trong này bị kẹt vào đoạn kiến rất là nhiều. Tôi đã viết ra được vài hàng để đề nghị một cái thấy của Đạo Phật. Và có thể có những nhà Phật học khác họ chưa đồng ý, nhưng mà mình phải đưa ra để mà đàm luận với nhau. Để sư cô một cái. Cái này có thể gọi là cái thấy của Đạo Phật về vũ trụ.
chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể và đối tượng nhận thức phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức. Both subject and object of perception manifest from consciousness according to the principle of interbeing. Chủ thể và đối tượng nhận thức đều phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức. Con người có mặt trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Thì mình thấy rõ ràng rằng là khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình nhận thức á, thì có cái tâm hành gọi là tưởng. Và mình có thể tưởng tượng rằng rằng cái nhận thức đó nó có cái phần chủ thể, tức là subject of perception, và đối tượng, tức là object of perception. Tất cả cái gì mình thấy, mình biết, mình chấp nhận, như là trăng, là sao, là núi, là sông, là con người, là vạn vật, đều là đối tượng của tri giác, của perception. Và theo cái thấy của Đạo Phật là đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác nó tương tức với nhau, nó đồng thời, nó biểu hiện. Không có cái nào có trước và không có cái nào có sau. Đó là cái khó nhất ở trong Đạo Phật. Thì như cái tiếng Anh nó dễ hơn tiếng Việt nữa. Both subject and object of perception manifest from consciousness according to the principle of interbeing. Tức là chủ thể nó nằm trong đối tượng nó nằm trong chủ thể. Thường thường á, thì người ta cho rằng có một cái nhận thức chủ quan và một cái thế giới khách quan. Một cái in here và cái out there. Và cái out there, cái ngoài kia, cái thế giới khách quan kia, nó tồn tại độc lập với cái in here. Đó là cái thấy của phần đông. Và cái thấy đó là cái kẹt chức. Cái đó ở trong Đạo Phật gọi là nhị thụ, là double grasping, nhị thụ. Double grasping. Tức là cái kẹt đôi. Mình kẹt vào hai cái một lần. Mình kẹt vào cái ý niệm là có một thế giới tồn tại độc lập ở bên ngoài và có một cái nhận thức tồn tại độc lập ở bên trong. Một cái in here, một cái out there. Thì cái quan trọng nhất là phải vượt cho được cái đó. Vậy thì chủ thể và đối tượng nhận thức phát hiện từ tâm thức theo nguyên lý tương tức. Thì cái ví dụ thường thường mình đưa ra trong lớp học đó, là mình có một cái đồng tiền, đồng euro. Và cái đồng euro đó nó có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Và cả hai cái đó nó biểu hiện cùng một lúc, hay có trái là có phải. Và cả hai cái đều từ cái chất đồng hay là chất bạc mà nó sinh ra. Thì bây giờ mình lấy tờ giấy này đi. Tờ giấy này có mặt trước và mặt sau. Có phải là hai mặt? Nó phát hiện đồng thời hay không? Hay là một mặt này có trước rồi mặt kia mới có sau? Mình thấy rõ ràng hai mặt
nó phát hiện cùng một lúc. Không thể nói là cái mặt trái nó có trước rồi nó mới làm ra cái mặt phải, không phải như vậy. Cả mặt trái, mặt phải nó phát hiện một lần. Và cái bản chất của nó là giấy, là bột giấy. Thì nhận thức nó phát sinh từ đối tượng và chủ thể và đối tượng, tức là mặt bên này và mặt bên kia. Và cả hai đều phát sinh từ tâm thức. Tâm thức là cái bột giấy. Và tay trái, tay mặt là đối tượng và chủ thể. Đó là cái ví dụ. Và vì vậy nên chủ thể và nhận thức đều từ tâm thức mà ra hết. Bây giờ khoa học nguyên tử đó, cơ chế lượng tử đó, mechanic căng tích bắt đầu thấy được như vậy, là những cái kia nó mang tâm thức con người ở trong đó rất là nhiều. Cái mà mình gọi là vật chất đó, trước hết là tâm thức của con người. Con người có mặt trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Đây là kinh Kim Cương đó. Kinh Kim Cương giúp mình, dạy mình phải lấy đi cái ý niệm con người là một cái loài khác. Và vạn vật là một cái loài khác. Trong cái thấy của khoa học á, thì con người xuất hiện rất là trễ ở trong lịch sử của sự sống. Nhưng mà con người xuất hiện trên cái căn bản của các loài khác. Nếu không có các loài khoáng vật, thực vật và động vật thì làm sao có con người. Cho nên khi mà con người chưa xuất hiện thì con người đã có sẵn ở trong những cái đó rồi. Và khi con người đã xuất hiện thì những cái đó nó vẫn còn ở trong con người. Vậy cho nên trong con người có vạn vật và trong vạn vật có con người. Cũng như là mình là một người chưa có con, nhưng mà con đã có sẵn trong này, nó chỉ cần thời gian để nó đi ra thôi. Thì khi trước khi con người xuất hiện thì con người đã có mặt tiềm tàng ở trong vạn vật. Và khi con người đã xuất hiện thì vạn vật vẫn có mặt ở trong con người. Cái đó gọi là cái thấy bất nhị, cái thấy bất nhị của Đạo Phật. Và khi mà con người thấy được mình là vạn vật là mình, thì con người mới có khả năng bảo hộ được vạn vật. Và cái gọi là cái deep ecology mới có ý nghĩa. Cái mà gọi là sâu sắc đó, deep ecology chỉ có thể đạt được khi mà chúng ta thấy có một cái thấy bất nhị giữa con người và vạn vật, con người chứa vạn vật và vạn vật chứa con người. Vì vậy cho nên ngay trong hai câu đầu mình đã thấy cái tính tương tức, chủ thể và đối tượng nằm ở trong nhau, con người và vạn vật nằm ở trong nhau. Con người có mặt trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Trên phương diện hình tướng thì giống như có sinh, có diệt, có không. Nhưng trên phương diện bản tính thì không. Không có diệt, không có sinh. Trước hết á, là nhận thức. Tri giác. Thứ hai thứ nhất là tri giác thì nó có năng, có sở.
tương tức. Năng là chủ thể, sở là đối tượng. Cái năng nó ôm lấy cái sở, và cái sở nó ôm lấy cái năng. Thì năng sở tương tức, cái này là cái kia là cái này. Đó là đứng về phương diện tri giác mà nói. Đứng về phương diện con người, thì người và vạn vật tương tức. Người tức là nhân sự giới, và vũ trụ tức là tự nhân giới. Tự nhân giới và nhân sự giới nó ôm lấy nhau. Man and environment inter are. Man is the environment is man. You are your environment. Cái này ở trong Đạo Phật rất là rõ. Mình á, có người ngắm mộng của mình á, là chánh báo, và vũ trụ, thế giới trong đó mình sống là y báo. Cả y báo, chánh báo đều là do nghiệp của mình mà ra hết. Đứng về phương diện bán thể luận, thì niết bàn và sinh diệt tương tức. Khi chúng ta nói tới ba cái pháp ẩn là vô thường, vô ngã và niết bàn, thì niết bàn là bản thể, vô thường vô ngã là hiện tượng. Và hai cái đó nó tương tức với nhau. Nhìn cho kỹ thế giới vô thường vô ngã thì thấy được niết bàn. Và khi mà mình tiếp xúc được với niết bàn thì mình tiếp xúc được một cách rất là sâu sắc những sự vật vô thường và vô ngã. Hai cái đó không phải là hai, nó là bất nhị. Cái đó là pháp ân thứ nhất, pháp ân thứ hai và pháp ân thứ ba. Để đứng về phương diện niết bàn thì không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Nhưng mà đứng về phương diện hiện tượng vô thường vô ngã thì nó có sinh, có diệt, có không. Và hai cái đó không có chống đối nhau. Cái này ôm lấy cái kia ôm lấy cái này. Thì cái này tức là nhận thức luận. Nhận thức luận. Cái này là nhân sự, nhân giới. Cái này là bản thể. Ontology. Ontologically speaking. Thì chúng ta mới có hai câu thôi, à ba câu thôi,
nhưng mà đã nói lên rất nhiều cái thấy của Đạo Phật. Và cái thấy đó là cái thấy tương tức. Trước hết là chủ thể và đối tượng của nhận thức, tương tức. Thứ hai là con người và môi trường con người là tương tức. Thứ ba là hiện tượng và bản thể tương tức. Tâm thức năng động gọi là nghiệp thức. Nghiệp lành đưa tới an lạc, nghiệp dữ đem tới khổ đau. Cái đặc biệt của Đạo Buộc là nói tới nghiệp, tức là cạt ma. Mà nghiệp là cái gì mỗi ngày chúng ta chế tác. Khi mà chúng ta chế tác một cái tư tưởng, cái đó là nghiệp. Một tư tưởng có thể có ảnh hưởng trên bản thân của mình và trên thế giới. Cái đó là một cái có thiệt. Một cái tư tưởng có thể đem lại hạnh phúc, đem lại niềm vui, hoặc là đem lại sầu đau và sợ hãi. Thì tư tưởng đó là một năng lượng. Thì là con người, thì mỗi ngày chúng ta chế tác những tư tưởng như vậy. Cái đó gọi là ý nghiệp. Ý nghiệp. Rồi lời nói nữa. Lời nói chúng ta có thể đem lại hạnh phúc, hòa giải, hay là buồn khổ, ly gián. Thì lời nói cũng là một cái nghiệp, cũng là sức mạnh, một cái năng lượng. Nói ra một điều dễ thương, tha thứ thì mình thấy khỏe và thế giới cũng thấy khỏe. Nói ra một điều cay cú độc ác thì mình khổ và thế giới cũng khổ. Và đó là cái nghiệp thứ hai, cái năng lượng thứ hai gọi là khẩu nghiệp. Và cái năng lượng thứ ba là thân nghiệp, tức là những gì mình làm bằng cái thân thể của mình nó cũng gây, có thể gây khổ đau hay gây hạnh phúc. Thì con người mỗi ngày là tạo nghiệp. Và chính cái nghiệp đó nó đem tới khổ đau hay hạnh phúc. Và vì vậy cho nên trong Đạo Phật có nói tới nghiệp. Mà ở trong tôn giáo và trong khoa học không nói tới. Ít nói tới là không nói tới. Và cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó đưa tới cái báo. Tức là cái retribution. Và cái nghiệp tốt đó, nó đưa tới cái báo tốt. Cái nghiệp xấu nó đưa tới cái báo xấu. Và báo nó có hai mặt. Một là chánh báo. Hai là y báo. Chánh báo tức là cái hợp thể năm uẩn của mình, và y báo là hoàn cảnh của mình. Và cái nghiệp của mình nó đưa tới cả hai cái. Không những cái năm uẩn mình là mình, mà cái hoàn cảnh trong đó mình sống cũng là mình. Thì cuốn sách mới nhất của thầy là The World We Have, tức là cái thế giới mà chúng ta đang có. Thì các thầy các sư cô ở bên Lộc Uyển muốn tổ chức một khóa tu đặt tên là The World We Are, là chúng ta chính là cái thế giới đó. The World We Have nó không có hay bằng The World We Are, tại vì cái môi trường kia cũng là mình, cũng là mình tạo ra. You are the environment. The environment is you. Cái đó là tương tức. Chánh báo với y báo nó tương tức. Chánh báo nó ôm lấy y báo. Và y báo nó ôm lấy chánh báo. Hành động
Tất cả đều vận hành theo luật tương quan, tương duyên, trùng trùng duyên khởi, nhưng vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp, vẫn có nguyên tắc xác suất. Tức là có cái luật gọi là luật tương quan, tương duyên, interdependent origination. Trùng trùng duyên khi khởi, tức là nó chằng chịt, nó thành một cái mạng lưới, một cái web of karma. Tại vì nghiệp nó có nghiệp chung và nghiệp riêng. Và khi chúng ta tới với nhau ở tại làng Mai thì chúng ta có cái nghiệp chung, chúng ta có cái thích chung, cho nên chúng ta mới tới với nhau ngồi ở đây ngày hôm nay. Đó là cái nghiệp chung của tất cả những người đang ngồi ở đây. Cái đó là muốn tu, muốn học, muốn chuyển hóa. Và cái nghiệp chung nó được làm bằng cái nghiệp riêng. Và cái nghiệp riêng nó tạo thành cái nghiệp chung. Cái chung và cái riêng nó tương tức. The individual and the collective inter are. Trong cái chung mình thấy cái riêng, trong cái riêng mình thấy cái chung. Nếu không có cái riêng làm gì có cái chung. Và chính cái chung đó nó giúp tạo ra cái riêng. Và là cái nghiệp cũng là tương tức. Y chánh tương tức. Còn biệt tương tức. Còn biệt tương tức tức là cái nghiệp chung và nghiệp riêng nó tương tức với nhau, nó ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng vẫn có tự do ý chí, vẫn có khả năng chuyển nghiệp. Tại vì chúng ta học rằng cái năng lượng của chánh niệm, nếu nó xen vào được thì nó có thể thay đổi. Nhờ chánh niệm, chánh định mà chúng ta đạt được chánh kiến. Và với cái sự thực tập bát chánh đạo, chúng ta có thể thay đổi sự sống của chúng ta, thay đổi thế giới. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật có xác nhận có tự do ý chí. Có tự do ý chí. Và vì vậy cho nên nó cắt nghĩa được tại sao nó có cái xác suất, tức là có cái probability. Nó có một cái không gian để chúng ta có thể bắt đầu thay đổi được. Cái đó gọi là cái tự do ý chí, một cái marge de manoeuvre để khiến cho chúng ta có cơ hội chuyển đổi. Ban đầu mới nhìn qua thì thấy giống như chúng ta là cái victim của cái guồng máy, của cái nạn nhân, của cái mạng lưới nghiệp. Nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta biết sử dụng chánh niệm, chánh định và chánh kiến, ta có thể bắt đầu thay đổi. Và vì vậy cho nên nó có tự do ý chí. Và cái yếu tố tình cờ nó có, nhưng mà nó không có nhiều.
nó có đủ để chúng ta có tự do ý chí thôi. Hành động của cái một có tác dụng trên cái tất cả, và của cái tất cả nó có tác động trên cái một. Khi mình mỉm được một nụ cười thì không những ở trong người mình khỏe mà thế giới cũng nhờ nụ cười mình nó. Cho nên cái hành động của cái một nó có ảnh hưởng trên cái tất cả. Và cái tất cả đồng thời nó cũng có cái ảnh hưởng trên cái một. Cộng biệt tương tức, nhất nhất thiết tương tức. Nhất này, nhất thiết. Tương túc đồng thời cũng là vô ngã, là vô thường, là không, là nghiệp, là vô lượng vô biên thế giới. Có chánh niệm, có chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. An lạc và khổ đau cũng có bản chất tương túc. Cái này mình nghe nhiều lần rồi. Thực tại từ thân. Thực tại từ thân vượt ngoài ý niệm thiện ác và chánh tà. Cái này mình cũng nghe giảng kỳ trước rồi. Và có dịp mình sẽ trở lại cái đoạn này. Và như quý vị đã nghe, cái đoạn này chẳng qua chỉ là một cái đề nghị thôi, để nói về cái thấy của Đạo Bụt về vũ trụ vạn hữu. Và cái nền đạo đức Đạo Phật có thể được nương tựa ở trên cái này. Nhưng mà luôn luôn mình phải coi cái này là chiếc bè để đưa mình qua sông. Mình luôn luôn phải coi cái này như là ngón tay chỉ mặt trăng, mà đừng bị kẹt vào nó như là chân lý tuyệt đối. Cái đó là cái mình cần phải nhớ. Bây giờ quý vị có ai có câu hỏi gì thì hỏi. Có thể giờ cho vài ba câu hỏi. Dithai, thank you very much for that talk. I feel a lot of things moving in me. Just now I've been writing down, the thought came up, why do I want to leave this place? I have an aspiration to become a monk. I'm also aware of a lot of fear. And I just started writing the questions that keep coming up in my mind as to what are the things that are taking me away from here. Thoughts of home, thoughts of other things I should be doing. My question, I guess, is would you recommend this as a good practice to actually look at each one of these questions and go through them and to see what is it actually underlying each one of these things that is taking me away from this place that I feel very much at home at? To stay or to go? Is he saying if it is? Does not make a big difference. Tức là khi mình đi hay là mình ở thì cũng không có khác nhau bao nhiêu. Nó tùy theo cái cách. Cái cách mình mà như vậy thì ở cũng vậy và đi cũng vậy.
nếu mà mình có một cái tâm khác á, mình có cái tâm học hỏi, tìm tòi á, thì ở cũng tốt mà đi cũng tốt. Thành ra cái vấn đề không phải là vấn đề ở hay là đi. To stay or not to stay, that is not the question. The question is learning to look and look at your feelings, your perceptions, your emotions, your feelings. Mình phải tập nhìn, nhận diện những cái cảm thọ, những cái cảm xúc, những cái tri giác của mình để mình tìm hiểu. Và khi mình thấy được á, thì mình thấy được á, thì tự nhiên mình có chánh kiến, và chánh kiến nó sẽ chỉ đường cho mình. Và tăng thân cũng như là làng mai chỉ là một cái điều kiện thuận lợi cho mình thôi. Mình có thể sử dụng những điều kiện đó để làm công việc mà mình cần phải làm, tức là quán chiếu. Và có thể là cái sự lưỡng lự của mình, cái sự thụt lui, thụt tới của mình, cái sự do dự của mình là cái kết quả của nhiều đời. Hoặc là cái thói quen mà mình đã có từ lâu, hoặc là ông bà cha mẹ đã trao truyền cho mình cái thói quen đó từ lâu. Cho nên cái đó cũng là một cái đối tượng để cho mình quán chiếu. Và các thầy, các sư chú cũng có thể giúp mình nhận diện cái thói quen đó, cái do dự đó, cái sự không có quyết định đó. Thì mình cứ cho phép mình ở vài tháng đi. Ở vài tháng đi. Rồi có thể là có phước đức của ông bà. Một ngày nào đó tự nhiên có cái gì nó thấm vào được, mình bắt đầu mình thấy. Miễn là mình đừng có thành kiến, đừng có cái... mình đừng có cái ý trước, mình phải để cho nó, mình phải để cho những cái cơ hội nó xảy tới cho mình. Còn câu hỏi gì nữa không? Today is Sri Aim Pháp Hữu's 21st birthday. Hát đi. Cái ngày này là sinh nhật của Pháp Hữu. Thầy thối cái đèn này. Dear Thay, dear Sangha, I understand maybe intellectually, Thay, what you were saying about the subject and the object being one. And for a long time, I have wanted to somehow have a deeper experience of that. And I thought that
through meditation, that would be the way to experience that. And so I've been meditating a lot, but I still haven't experienced that. And I wonder if there's some, if that's just a craving to have that experience that I should just forget about. Or, but I guess I just crave that understanding. And I wonder if there's something more I should be doing. Thank you. It may help. Mình có thể mình có thể quán chiếu vô thường. Câu hỏi này nó có dính líu tới cái vụ chú thê và đối tượng của nhận thức là một, làm sao để mà đạt được cái đó. Thì thầy muốn trả lời là muốn mình có thể quán chiếu về vô thường. Tại vì có thể là mình đang nghĩ tới cái chủ thể là một cái gì nó kéo dài, nó thường. Và cái đối tượng cũng là một cái gì nó kéo dài, nó thường. Nhưng mà sự thực thì cái chủ thể và cái đối tượng nó cũng chỉ biểu hiện trong một cái sát na mà thôi. Mà sự thật là nó như vậy. Cũng như là khi mình chiếu lên một cái cuốn phim, thì chúng ta biết cuốn phim là do những cái hình ảnh rời rạc nó xếp lại với nhau. Và khi những cái hình ảnh rời rạc đó nó liên tiếp, nó nối đuôi nhau và nó được chiếu lên, thì ta có cảm tưởng là có một người đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Nhưng kỳ thực trong cuốn phim nhìn cho kỹ thì chỉ có những cái hình ảnh rời rạc của người đó thôi. Và cái tâm thức của mình cũng như vậy. Có nhiều nhà triết học đã từ thế kỷ thứ 19 đã có nói rằng tâm thức của mình nó có bản chất điện ảnh. Nó có cái nature of cinematography. Tức là nó chỉ lóe lên một cái, như là một cái hình ảnh nó chiếu vào trong cái màn ảnh thôi. Và tiếp theo là một hình ảnh khác nó nối tiếp. Và nó cho mình một cái cảm tưởng là nhận thức là một cái gì kéo dài, và đối tượng cũng là một cái gì kéo dài. Và khi mình bị kẹt vào cái ý niệm nhận thức là một cái gì kéo dài và đối tượng nhận thức là cái gì kéo dài, thì mình không có cơ hội để thấy được cái bản chất tương tức giữa đối chủ thể và đối tượng. Cũng như là trong đêm có một người đứng cách mình là chừng 10 thước và cầm một cái đuốc sáng, và người đó vẽ thành một cái vòng tròn và vẽ rất là mau, và đứng xa mình thấy có cảm giác rất là thật là có một cái vòng tròn lửa. Nhưng mà thực ra thì không có cái vòng tròn lửa nào, chỉ có một cái đuốc thôi. Nhưng mà tại vì nó quay quá mau, thành ra cho mình có cái ảo giác là có một vòng tròn lửa. Cái vòng tròn lửa đó phân tích ra thì chỉ có những cái đốm lửa nhỏ nhỏ nối tiếp nhau. Nó cho một cái ảo tưởng là có vòng tròn lửa. Thì cái nhận thức cũng vậy, và đối tượng nhận thức cũng vậy, thế giới cũng vậy, và cái nhận thức về thế giới cũng vậy. Cái chủ thể và đối tượng nó chỉ có mặt trong một sát na, trong một phần ngàn, phần vạn của một cái giây đồng hồ thôi.
Nhưng mà cái này nó tiếp nối cái kia, thành ra mình có cảm tưởng đó là một cái nó kéo dài. Thì mỗi cái gì mình thấy, mỗi cái gì mình nghe, mỗi cái gì mình cảm, nó cũng như vậy. Và vì vậy cho nên nếu mà mình bắt đầu quán chiếu, và khi mà nó nối thành, nó làm thành một cái dòng dài như vậy, ta cảm tưởng là có một cái ngã, có một con cái ta, nó kéo dài trong không gian. Mà kỳ thực ra phân tích cho kỹ thì chỉ có những cái giây phút của sắc tỏ tướng hành thức mà thôi. Cũng như dòng sông, chúng ta thấy dòng sông giống như một cái gì nó có mặt từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng kỳ thực đó là chỉ là ảo giác thôi. Tại vì chỉ trong nửa phút là không phải là dòng sông đó nữa rồi. Cái nước mà ta thấy trong phút trước nó không còn đó nữa, nó đã chảy đi rồi. Và vì vậy cho nên quán chiếu về vô thường thì mình thấy được dòng sông nó rõ hơn, và mình thấy được dòng sông nó vô ngã. Và khi mình quán chiếu về vô thường một người thì mình có thể thấy được những cái yếu tố sắc thọ tưởng của hành thức của người đó liên tiếp nối tiếp nhau thành một cái dòng, và mình có cảm tưởng rằng có một cái ta, rồi thì mình hoặc là ghét bỏ, hoặc là thương mến, hoặc là vướng mắc vào người đó. Thì thực cái ta đó là một cái ảo, cái thật chẳng qua là cái một sự chuỗi, một cái sự nối dài của những cái chuỗi sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Cho nên trong cái bài thực tập gọi là chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi là nó như vậy. Nhưng cái cách người đó thở nó hay quá đi, cái cách người đi của người đó nó hay quá, nó hạnh phúc quá đi. Cho nên mình biết rằng cái người đang thở, người đang đi đó là buộc. Nhưng mà buộc có thể nhận thức được nơi cách thở, nơi cách đi, ngoài cách thở, ngoài cách đi thì không có buộc. Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi. Đó là cái câu rất là sâu sắc ở trong cái bài tập thở. Và khoa học bây giờ cũng đang tìm cách leo cái dốc đó, leo cái dốc bất nhị, mà không biết khoa học có thể thành công hay không. Và đã có những cái chứng cớ và những cái khám phá đó cho mình những cái dấu hiệu là khoa học đang leo cái dốc đó để vượt cái gọi là nhị thụ, tức là cái thấy lớn nguyên về cái chủ thể và về cái đối tượng. Ở trong lĩnh vực lượng tử học, mechanics, căng tích, thì các nhà khoa học đã bắt đầu thấy được cái điều đó. Cái đối tượng mà mình thấy đó cũng là tâm của mình. Trong cái cuốn sách Winnie the Pooh có cái câu chuyện rất là vui, là bữa sáng đó có tuyết, thì con gấu con Pooh đó, nó đi một vòng ra ngoài chơi. Và khi nó đi được một vòng rồi, nó thấy cái dấu chân của một cái loài vật nào đó. Nó nói lạ, có con vật nào tới đây trước mình, và nó đã đi một vòng đây rồi. Và nó bắt đầu nó sợ. Nó bắt đầu nó sợ. Và nó đi thêm vòng nữa để đi tìm. Thì nó đi hết vòng thứ hai, thì nó thấy rằng có tới hai con lận. Hai con vật này có thể là rất là nguy hiểm, và nó bắt đầu nó sợ. Và rốt cuộc thì nhờ Christopher Robin khai thị, nó mới biết rằng đó là vết chân của chính nó. Thì Lord Eddington ở bên Anh cũng đã từng nói như vậy rồi. Ông ta nói rằng trên bến bờ xa lạ,
chúng ta tự nhiên thấy được cái dấu chân của ai để lại đó. Và chúng ta rất là tò mò. Chúng ta tới gần để khảo sát. Và khi khảo sát kỹ rồi, chúng ta tìm ra một cái sự thật rất là ngạc nhiên. Đó là dấu chân của chính mình. Đó là Lord Eddington, một nhà khoa học, thiên văn học rất là nổi tiếng. Thì khoa học bắt đầu đã thấy được cái điều đó, là chủ thể và đối tượng là một. Nhưng mà các nhà khoa học nếu mà biết thiền quán thì sẽ dễ dàng vượt thắng cái khó khăn đó hơn. Và thế kỷ thứ 21 này là một sự thách đố của các nhà khoa học. Nếu các nhà khoa học chỉ sử dụng dụng cụ và toán học thôi thì sẽ không có đạt tới cái đó. Các nhà khoa học phải biết sử dụng cái thiền quán, phải sử dụng niệm và định thì mới thành đạt được.